Chào mừng quý chị và các bạn. Quý chị và các bạn đang theo dõi kênh Ốc TV Vlog. Ốc TV Vlog đang ở nhà của thầy. Thầy đi phù hồ nhé. Chúng ta cùng quan sát. Bây giờ thầy đi phù hồ đã đi đi lánh ở đâu đó rồi, không có nhà. Cửa chẳng đóng nha. Cửa chẳng đóng. Chúng ta cùng quan sát tiếp nhé. Coi phong cảnh. Lý do thầy đi cánh nạn là lên xin cái vụ tiền bạc của cái anh YouTuber nào đó. Phong cảnh các hữu tình ở nhà thầy đi làm hồ nhé. Bữa nay vắng những anh YouTuber nhé. Bây giờ muốn biết thật hư như thế nào đó thì chúng ta hãy phỏng vấn những người xung quanh nhé. Chúng ta đi tìm một người nhé. Chỉ có phỏng vấn mới biết được thật hư như thế nào thôi.